là những bản thiết kế vĩ đại khi hội tụ đủ sự xinh đẹp và tài năng. Vậy nên mỗi lần idol đứng trên sân khấu trình diễn hết mình là fan lại có dịp ú à trước những chiếc nhan sắc đỉnh miếng chê này. Nhưng không phải lúc nào các idol xứ sở kim chi cũng sử dụng nhan sắc của mình đúng cách. Vì cứ trình diễn trên sân khấu là fan lại bắt gặp những khoảnh khắc xả lơ hết sức của thần tượng nhà mình. Vậy những idol nào từng khiến fan ngao ngán với những khoảnh khắc vô tri hết hồn? Hãy cùng N2T Kpop tìm hiểu qua video ngày hôm nay bạn nha! 1. Jisoo, Blackpink. Ngoài xinh đẹp và tài năng thì bất ổn sẽ là từ ngữ tiếp theo mà fan sử dụng để miêu tả chị cả Hát Hường. Nói thế là bởi vì trong concert Seoul vừa qua, do là đêm diễn cuối cùng của nhóm trong chuyến lưu diễn thế giới, nên nữ idol đã giao lưu với các fan hết sức nhiệt tình, đến nỗi quên mất mấy cô em cùng dàn dancer đang đứng đợi ở sân khấu chính. Sau tiếng gọi về nhà bất lực của Rosé, chị bé này cuối cùng cũng giật mình nhớ ra và dùng 100% công lực chạy về phía mấy em đang đứng một cách hài hước, khiến mấy fan nhìn vào chỉ biết thở dài ngao ngán trước khoảnh khắc starler của idol nhà mình. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu chị nhà phải hớt hở chạy trên sân khấu thế này, vì trong concert tại Las Vegas, do mải mê thả thính fan nên chị bé đã phải vừa ôm giỏ quà to đùng vừa hớt hải chạy về sân khấu chính để kịp đoàn tụ với mấy cô em một cách đầy bất ổn thế này đây. 2. Jennie, Blackpink. You and Me của Jennie luôn là sân khấu đáng mong đợi trong lòng fan. Nhưng cũng bài hát này được biểu diễn trong concert tại Thái Lan thì nó lạ lắm. Nói như thế là vì trong khi biểu diễn đến đoạn cuối cùng của bài hát, chị nhà đã mải mê pose dáng cùng các nữ dancer hết sức điệu nghệ, thay vì tóc biến về phía nam dancer đang đứng phía sau như thường lệ. Vậy là cái gì sai thì mình sửa, nàng Mando đã quay người 180 độ và vội vàng chạy về phía phụ công nam đang đứng chờ. Lỡ chậm một bước rồi thì mình nhảy một bước. Chị nhà đã dùng hết sức bình sinh và nhảy lên khỏi một bậc thềm một cách vội vã để có thể kịp tạo dáng cùng nam dancer, khiến fan nhìn vào mà bất lực hết sức. Nếu biết trước có kết quả như thế này thì ban đầu còn tranh giành tạo dáng cùng dancer làm chi, đúng không Blink ơi? 3. Rosé, Blackpink. Sơ hở là táo hài nên Blink chắc không còn xa lạ với những hình ảnh vô tri của Rosé trên sân khấu. Nhưng nhắc đến khoảnh khắc vô tình xà lơ của cô nàng thì chắc chắn phải kể đến lần tám chuyện cùng Jennie trong concert Bắc Mỹ. Cụ thể, trong khi biểu diễn Playing With Fire, chẳng biết lý do gì mà Rosé và Jennie lại đứng nói chuyện hết sức say mê. Thậm chí còn vừa nói vừa quơ tay múa chân, như thể đang bàn về những động tác tiếp theo trong bài hát một cách hết sức rớp rẽn. Nhưng xà lơ thì cũng có diss, có đá, nói chuyện thì hết hồn thế đó. Nhưng khi tới lời hát của mình, Rosé đã lập tức bật mút chuyên nghiệp, bắt nhịp cực khớp với giai điệu và vũ đạo của bài hát như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến fan không khỏi hoài nghi nhân sinh trước cái cách buôn chuyện đẳng cấp của idol nhà mình. 4. Lisa, Blackpink. Chạy cùng hệ điều hành với Rosé nên nàng Úc nhà Hát Hường cũng không thiếu những khoảnh khắc trời ơi đất hỡi trên sân khấu. Cụ thể, trong khi biểu diễn hit Ice Cream trong soundcheck Sydney, Lisa đã ngồi mải mê giao lưu với fan đến quên cả lời hát của mình luôn. Và cuối cùng bằng một thế lực nào đó, chị bé đã phát hiện ra sự cố khó đỡ này và đã nhanh chóng thực hiện lời hát của mình trong hoảng loạn, đến nỗi quơ tay múa chân hết sức hài hước. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Lisa khiến fan ngao ngán, vì trong concert tại Los Angeles vừa qua, trong khi giao lưu với người hâm mộ, chị bé đã được yêu cầu đọc thư mà fan gửi gắm trong điện thoại. Ngay sau đó, chị bé đã lặng lẽ ngồi đọc thư mà fan gửi cho mình ngay trên sân khấu và rồi tủm tỉm cười một mình hết sức dễ thương. Dù vậy, cô nàng đã tranh thủ đọc xong thư của BLINK trước khi đến live hát của mình để không bỏ dở live hát nào, hết sức chuyên nghiệp. Xà lơ mà dễ thương thế này thì BLINK chịu được đúng không nào? 5. Nayeon, Twice. Biểu diễn nghiêm túc mấy năm không ai biết, vậy mà lỡ xà lơ có một xíu thì ai cũng hay. Nói thế là vì trước khi trình diễn Talk 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 trên sân khấu, cô nàng răng thỏ này đã cầm cùi chỉnh sửa trang phục của mình. Nhưng khổ cái đang chỉnh thì ekip lên nhạc bắt biểu diễn ngay, khiến cô nàng hết sức hoảng loạn đến tròn cả mắt. Dù thế, như đã thành một thói quen, ngay khi nghe được giai điệu bài hát, chị bé này đã lập tức thực hiện động tác khiến fan dở khóc dở cười trước khoảnh khắc hài hước của nữ idol. Đi diễn cũng không yên nữa đúng không chị ơi? 6. Jihyo, Twice. Là nữ idol sơ hở là tấu hài, fan cũng không là gì với khoảnh khắc đầy vô tri của Jihyo trên sân khấu. Điển hình như trong khi biểu diễn hit Stay By My Side, do say mê nhảy theo giai điệu của bài hát, nữ idol đã quên mất việc phải thực hiện live hát của mình, khiến Mina đứng kế bên hoài nghi nhân sinh trước độ chiêu của cô bạn. Đang nhảy hết mình mà quay sang gặp ánh nhìn phán xét từ phía Mina, Jihyo khi ấy mới phát hiện bản thân đã quên mất việc thực hiện live hát. Dù đã nhanh chóng chữa cháy bằng việc hát ngay sau đó rồi, nhưng chị bé vẫn không thể ngừng cười trước khoảnh khắc xà lơ này của mình. Nhưng đây cũng không phải là lần hiếm hoi nàng leader xà lơ, vì trong khi biểu diễn hit Do It Again tại concert, do tay thì cầm tiền, tay thì cầm micro và mãi mê phiêu theo giai điệu bài hát, nàng band vocal đã quên mất bản thân đang sử dụng micro cầm tay. Cái gì đến cũng phải đến, Khi hát mà Quỳnh đưa micro lên, cô nàng đã không nghe thấy tiếng hát của mình mà chỉ nghe backtrack, nên đã xịt keo khoảng chừng là 2 giây, khiến Mina và Momo chỉ biết cười trong bất lực trước độ ngáo ngơ của nàng trưởng nhóm. 7. Jonghyun, Twice. Idol nhà người ta thì đi diễn hết mình, còn Jonghyun đi diễn thì tạt nước chị em cùng nhóm hết hồn, khiến fan nhìn mà mắc cỡ giùm. Trong khi biểu diễn hit TT tại concert, khi phát hiện Jihyo đang lơ là, Jonghyun đã lập tức tấn công bằng cách dùng hết sức lực để tát nước vào người cô bạn đồng niên. Nhưng xà lơ một chút thì vui, xà lơ nhiều chút thì vui quá trời. Sau khi biến trưởng nhóm thành nạn nhân, cô nàng lại tiếp tục tìm kiếm đối tượng mới. Bằng niềm đam mê tạt nước mãnh liệt của mình, Jonghyun cuối cùng đã tạt nước lên em gái Chaeyeon của mình bằng bộ dạng hết sức hả hê. Nhưng quả táo nhãn lòng, sau khi hành chị em cùng nhóm lên bờ xuống ruộng, cuối cùng Jonghyun cũng nhận về cái cách đắng khi bị cả Jihyo và Chaeyeon hợp tác cùng nhau trả đũa, khiến mấy fans một phen cười nội thương trước độ xà lơ của mấy idol nhà mình. 8. Karina, aespa. Tại concert SM Town, Cát Mai đã được mở mang tầm mắt trước độ xà lơ có 102 của nàng leader nhà mình. Nói thế là vì lúc pháo giấy được bắn ra, chị bé Karina này đã mải mê chơi đùa với đống pháo này. Đến khi chơi xong và quay lại thì mấy chị em cùng nhóm đã không còn ở vị trí cũ nữa. Sau vài giây tìm kiếm, cuối cùng leader nhà aespa cũng nhìn thấy 3 thành viên còn lại, nên đã dùng 100% công lực để chạy đến đoàn tụ cùng chị em mình. Sự bất ổn của Karina trên sân khấu hôm ấy chưa dừng lại, vì sau khi để lạc mất đồng đội lần thứ nhất, chả hiểu lý do gì mà nữ idol tiếp tục lạc lối lần thứ hai giữa một biển idol nhà SM. Nhưng lần này lại may mắn hơn, sau vài giây phát tín hiệu SOS trong hoang mang thì nàng main dancer cũng tìm thấy chị em của mình và khoác vai nhau hết sức vui vẻ. Qua concert hôm ấy, chắc fan cũng tìm ra được người duy nhất tắm 2 lần trên một dòng sông rồi, đúng không nào? 9. Winter, aespa. Khi cùng các thành viên tương tác với mấy fan bên dưới, Winter đã cầm cụi điều chỉnh chiếc micro đeo tay của mình, nhưng xà lơ ở chỗ chẳng biết chị nhà chỉnh sao mà đầu của micro rơi xuống đất luôn. Ngay khoảnh khắc đầu micro rơi xuống, main visual nhà aespa đã há hốc kinh ngạc rồi cúi xuống nhặt lên bằng vẻ mặt hết sức hoang mang. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của nữ idol, mấy fan ruột thừa bên dưới đã không thể nhìn được cười. Thậm chí khi cô nàng kiểm tra lần nữa mà micro vẫn im phăng phắc, Cát Mai tàn ác còn cười lớn hơn, khiến chị bé lúng túng quay đi chỗ khác để kiểm tra. Nhìn vào khoảnh khắc xà lơ ê chề này của Winter, không biết đây là kiếp nạn của micro hay của chị bé này nữa. 10. Irene, Red Velvet. Với gương mặt tưởng chừng như lạnh lùng, nhưng Irene lại không ít lần khiến fan bất lực trước những khoảnh khắc xà lơ đầy chuyên nghiệp của cô trên sân khấu. Điển hình như khi biểu diễn hit Đâm Đâm tại một trường đại học, do mải mê trò chuyện và tương tác với fan nên chị bé này đã không chú tâm đến việc nhạc chuẩn bị được phát lên. Vậy là cái gì đến cũng phải đến thôi, nhạc đã lên thì không thể không nhảy. Nàng main visual đã bật mút chuyên nghiệp và nhanh chóng thực hiện vũ đạo của bài, khiến fan một phen trầm trồ. Xà lơ mà đỉnh cỡ này thì ai làm lại chị nữa đây? Trời ban cho cả nhan sắc lẫn tài năng, nhưng đôi khi các idol xứ sở kim chi lại không biết sử dụng đúng cách, khiến bản thân không ít lần đánh rơi hình tượng idol trong lòng fan. Nhưng dù xà lơ thế nào đi chăng nữa, thì qua những thước phim vừa hài hước vừa đáng yêu thế này, fan mới có cơ hội nhìn thấy những nét tính cách hướng lung tung của idol nhà mình để điều chỉnh cách đu idol sao cho phù hợp, đúng không nào? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những khoảnh khắc xà lơ trên sân khấu của idol K-pop? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình được biết với nha! Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận về những video mới nhất từ N2T KPOP nha! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo! Bye bye!